Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhằm bảo đảm môi trường du lịch, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch tăng cường phối hợp với các sở ngành, quận huyện tại Đà Nẵng bảo đảm tiếp tục giữ gìn môi trường du lịch an toàn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các khu vực phát triển kinh tế ban đêm, khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sử dụng năng lượng sạch, tái tạo sản phẩm tái chế, tái sử dụng, ứng dụng công nghệ sạch, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở dịch vụ du lịch, bảo đảm chuyên nghiệp, uy tín, xây dựng văn hóa du lịch, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tổ phản ứng nhanh và trung tâm hỗ trợ du lịch. Thưa quý vị, đúng vào dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 này, vườn cúc họa mi nở rộ khoe sắc trắng tinh khôi nhẹ nhàng giữa tiết trời nắng nóng ở Đà Nẵng đã khiến nhiều người dân và du khách siêu lòng. Đây là loài hoa nở rộ vào dịp cuối thu đầu đông ở miền Bắc. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng công nghệ mới, loài hoa này có thể sinh trưởng và phát triển tốt ở Đà Nẵng. Mặc dù mới mở cửa vài ngày, nhưng vườn hoa cúc họa mi tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến đây chụp ảnh. Đây là mô hình mới mở vài năm nay nhưng đã thực sự góp phần vào quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng. Vườn cúc họa mi có diện tích khoảng 500m² với 10.000 gốc. Bên cạnh đó còn có vườn hoa bướm với diện tích khoảng 200m², càng tạo thêm vẻ đẹp mới lạ cuốn hút. Năm ngoái mình có đến đây một lần rồi, nhưng mà hoa thì không được, mình đến sớm quá, hoa được không được nở như năm nay. Năm nay thì đẹp hơn, tươi hơn ạ. Mà có hoa nở trái mùa như thế này thì chúng tôi cũng có những cái biện pháp rất là đặc biệt. Trong đấy tập trung hai cái nhóm chính, một là đó là điều khiển và là bổ sung chiếu sáng, và thứ hai là chế độ chăm sóc đặc biệt. Thành công từ mô hình trồng cúc họa mi chính vụ và trái vụ, trong thời gian tới Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng sẽ chuyển giao công nghệ trồng cúc họa mi, hoa cánh bướm cho người dân trồng mở rộng trên địa bàn toàn thành phố để ngày càng có thêm nhiều điểm check-in mới lạ cho người dân và du khách khi đến với thành phố xinh đẹp bên bờ sông Hàn. Hiện nay, các diện tích xuống giống mía sớm của nông dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu thu hoạch với hình thức bán mía trục. Tại tỉnh Hậu Giang, năm nay giá mía trục đang tăng cao nên bà con có thu nhập ổn định. Đây được xem là vụ mía nông dân rất phấn khởi vì có lợi nhuận. Theo thống kê, vụ mía 2023, huyện Phụng Hiệp xuống giống được 3.617 ha, riêng diện tích trồng mía trục khoảng 600 ha, tổng sản lượng mía khoảng 60.000 tấn. Hiện thương lái vào tận ruộng thu mua mía trục với giá từ 2.000 đến 2.300 đồng một kg tùy chất lượng mía, hoặc 22 triệu đồng một công. Đây được xem là giá bán cao nhất từ trước đến nay. Số này với mía đường mình lại hơi nhiều. Tại vì này mình bán hơi có giá, còn mía đường thì mình bán thí dụ giá cũng 1.000, 1.200 đi. Mình mướn dân công tới 230, 240 tấn gì đó. Còn này mình khỏi tốn dân công. Huyện Phụng Hiệp hiện đang tổ chức quy hoạch lại vùng mía, theo đó huyện sẽ duy trì vùng nguyên liệu mía khoảng 3.000 ha, sản lượng khoảng 300.000 tấn. Trong cái nghị quyết của huyện ủy thì từ đây cho đến năm 2025 thì giữ lại còn khoảng 2.500 cho đến 3.000. Thì trong cái khoảng đó thì sẽ nơi nào mà thuận lợi cho trồng mía trục thì chúng ta sẽ khuyến cáo bà con trồng mía trục, nơi nào giữ lại để làm nguyên liệu cho nhà máy đường thì sẽ giữ lại để đảm bảo cái vùng nguyên liệu cho nhà máy. Ngành mía đường đang gặp khó, chính vì thế quy hoạch lại vùng trồng mía là việc làm đang được quan tâm hiện nay. Việc người dân phát triển mô hình mía trục được xem là giải pháp hiệu quả giúp người dân trồng mía ở Phụng Hiệp có thể gắn bó lâu dài với cây trồng này. Thời tiết của tỉnh Đắk Nông hiện đang bước vào giai đoạn nắng nóng. Trước nhu cầu tăng cao, ngành điện lực triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để chủ động nguồn điện cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt, Điện lực Đắk Đrấp đã thực hiện hoán đổi 10 máy biến áp trên địa bàn huyện nhằm tránh tình trạng các trạm biến áp vận hành quá tải, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân phục vụ sản xuất trong khu vực. Làm bên này sử dụng điện thì dòng điện lớn, thì khi có sự cố thì điện lực hỗ trợ nhiệt tình, nói chung là gọi là có ngay. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ tăng cường công tác quản lý vận hành, củng cố nguồn lưới điện các vị trí sung yếu. Song song vậy thì căn cứ tình hình nhu cầu sử dụng điện của từng khu vực, lập các cái phương án hoán đổi và các cái máy biến áp ở các cái khu vực mà dùng sinh hoạt, đối với giữa khu vực dùng sinh hoạt và khu vực bơm tưới, để đảm bảo cho bà con sử dụng điện.
đối với các hộ khách hàng sử dụng điện phục vụ tưới cho các loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp, điện lực Đắk Rấp vận động khách hàng thực hiện bơm tưới luân phiên để tránh quá tải cục bộ, ưu tiên nâng cấp sửa chữa nhanh lưới điện ở những khu vực có nhu cầu bơm tưới cao nhằm tránh việc gián đoạn cung cấp điện. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.